thế thì đang trưởng đặng vậy? Đó là cái thêm quyết, đi nào các con. Có chuyện gì vậy các con? Nó chạy nhanh quá. Bước tầm bước một thôi. Vâng nè, cho em mình cùng đi nào. Chào tay bay. Chúng ta quên cô rồi. Ồ không, chúng ta phải quay lại thôi. Tiếp tục nào. Không được chạy trên thang quyết. Nó nguy hiểm lắm. Dạ con xin lỗi. Còn thế nào? Đây thang. Hình như tay bước đỉnh rồi. Tốt lắm. Không quá tệ mẹ. Ừ, có cửa hàng ở đằng kia. Lại cái thêm quyết khác. Các con có thể làm được. Đối với con nào, nhớ là chỉ bước một lần một bước thôi. Đấy đào Andrea. Quên quên. Chờ đã. Đừng đi mà không có cô chú. Con xin lỗi. Nên kìa. Con thích không? Hay chắc là con biết mình đang ở đâu nha. Con lấy mày được không? Được. Được. Đi đẹp đấy. Bam. Dừng lại, các con phải giám sát người xung quanh chứ. Yeah, không được đeo tai nghe khi đi thang quyết. Thôi. Khoan. Sao đó à? Phải nhớ là luôn nhìn bước chân của mình đó nha. Vâng à. Được rồi, sẵn sàng nào. Ghi tay vào nào. Đang xem bánh cửa sạch. Thôi có muốn bánh quy sạch. Một cái thôi nha. Chỗ đi cái này mới đúng đó. Tôi sẽ đeo mày kia chờ. Con thích con này. Con thích con này. Em có thể đi một mình. Chị cũng vậy. Bọn trẻ muốn tự đi kìa. Wow, tới thôi. Được rồi, được rồi. Yeah. Giỏi lắm các cô gái. Làm được rồi.